Hello, xin chào tất cả mọi người. Em tên Nhi, hiện tại là em đang là nhân viên livestream của công ty trách nhiệm hữu hạn Bá Ninh. Hôm nay em sẽ quay cho mấy anh chị mình một cái video về cái vườn quế tháng 8 hàng rừng Hòn Hèo ở công ty của em nha mọi người. Đây, như hiện tại là trước mặt em đây là những giò quế tháng 8 được ghép ở trên những cái khúc lũa, khúc gỗ vú sữa như thế này. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Hiện tại thì cái quế này là hàng rừng nên là nó phát triển rất là tốt luôn. Đây, em sẽ quay sơ qua cho mấy anh chị mình xem tham khảo nha. Đó, những cái giò quế như thế này thì nói chung là hàng rừng nên là sức sống của nó rất là tốt. Về anh chị mình ghép cho em đây, cái này là bên em ghép được 4 tháng thôi mà để ra rễ như thế này nè mọi người nè. Đó, ra rễ gì mà quá trời luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây, em sẽ quay sơ qua cho mấy anh chị mình xem nha. Ở cái khu ở ngoài sau, gần sát bên chỗ em live luôn á mọi người. Em live vào tối á đó. Đó, hai bên nè, rễ đó quá trời rễ luôn, ghép mới 4 tháng rồi đó mọi người. Quế với lại tam bảo sắc hàng Hòn Hèo, cái ơi bên này là tam bảo sắc nè, đó tam bảo sắc. Hàng em thấy mọi người rất là thích sơ tầm cái hàng rừng Hòn Hèo ở Khánh Hòa quê em. Ví dụ như là trâu rừng Hòn Hèo nè, quế rừng Hòn Hèo, tam bảo sắc, hồ điệp Hòn Hèo nè. Đó, đây một khu này rất là đẹp luôn nha. Đây, em quay cho mấy anh chị mình cái dầu quế khủng của bên vườn của em. Quế này thì chắc cũng phải là tầm gần cả trăm ngọn á. Quế xếp như thế này, hàng quế tháng 8, hàng rừng Hòn Hèo nha. Cái quế này thì nó nở hoa vào tháng 8 hàng năm, và cho cái mùi hương thơm rất là dễ chịu. Thơm, nói chung là thơm cả ngày lẫn đêm luôn. Cái mùi thơm rất là dễ chịu mà đa số á, anh chị nào mình cũng muốn sơ tầm một giò hết. Rồi em sẽ quay cho mấy anh chị mình thêm một cái giò khủng của vườn em nữa. Đây, còn những cái giò nhỏ nhỏ như thế này, mỗi khúc lũa gỗ như thế này thì ghép cho em thì tầm 6-7 thân gì đó mọi người. Nói chung mọi người ghép cái số lượng càng nhiều thì càng đẹp. Đây, em sẽ quay cho mấy anh chị. Quế thì bên em là rất là nhiều luôn. Cái này thì em quay một phần thôi, còn ở bên cơ sở 2 của em nữa cũng là hiện tại là đang ghép rất là nhiều. Đây, cái giò quế này thì cái giò quế đây nè, hiện tại là hồi lúc trước là em có quay cho mấy anh chị mình xem rồi. Lúc trước là em có quay cho mấy anh chị mình xem cái giò quế quế lớn này rồi, mà lúc trước nó ra tới mấy chục cái vòi hoa luôn đó mọi người, mấy chục cái vòi hoa luôn đó. Đây, rất là cao đó, trời ơi nó bự rất là. Rồi, bây giờ sẽ đi ra phía sau nha. Bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài sau, ngoài sau vườn. Ở khu đó cũng đang ghép quế với lại hàng tam bảo sắc rất là nhiều. Cái hàng này phát triển rất là tốt mọi người. Hiện tại là bên em thì bán cái hàng bóc rừng á, hàng nguyên bản rừng á đó. Mọi người về có thể mọi người tự ghép nè. Mọi người hay sợ, mọi người hay hỏi em nè, em ơi anh mua cái quế này á, lúc live á thì nó tươi mà tại sao á thì anh nhận hàng về á
thì nó hơi hiếu, anh sợ là nó không có sống tốt, không có nó sợ mọi người á, nói chung là mọi người sợ chết đó mọi người. Nhưng mà không sao hết nha, đảm bảo cho mấy anh chị mình luôn 100% không sao hết. Mọi người về khui thùng để ra ngồi cho em, xong rồi để ra ngồi một ngày, xong rồi bắt đầu mọi người tưới nước phun xương, xong rồi mọi người cũng ngâm B1 cho em luôn đó, cũng ngâm B1. Nói chung là mình làm giống như là mình xử lý trong rừng vậy đó, cũng tỉa cho em bớt mấy cái rễ khô. Mà quế á, thì em thấy là rễ khô không nhiều, đa số là rễ tươi thôi. Rồi nói chung là nó phát triển được ok lắm mọi người, biết hoặc là trồng chậu gì bung rễ nhanh lắm, rất là đẹp. Đây cái này là cái vườn ngoài sau của em nè, trời ơi em nói rễ này rễ quá trời luôn, đây rễ rễ quá trời luôn nè mọi người, đó. Rất là đẹp nha. Hiện tại á thì em mấy cái này á giờ nhỏ quá nên là em xe cho mấy anh chị quay để cho mấy anh chị mình xem tham khảo thôi đó. Còn khi nào mà quế anh chị nào mình thích đó, thì mọi người cứ liên hệ cho em đó. Nói chung là cái này thì anh chị nào mình thích nhỏ nhỏ như thế này cũng được, mọi người cứ liên hệ qua cho bên em số điện thoại như là số điện thoại 0353507799 hoặc là cái like của em Nhi rồi lúc 18:30 nha đó. Đẹp lắm nha. Rồi anh chị nào mình thích thì mình cứ liên hệ nha, to nhỏ gì cũng có đó. Rồi em xin chào cả nhà nha, bye bye cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào 18:30 tối hàng ngày.